Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 60 ngày 20 tháng 6 năm 2024 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em học sinh trong dịp nghỉ hè. Chỉ đạo các cấp các ngành các tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở đi lại cho học sinh đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số gia đình chính sách vùng sâu vùng xa học sinh khuyết tật và học sinh tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai tham dự kỳ thi với phương châm không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế đi lại thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ thi xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi đưa thông tin không đúng về kỳ thi thủ tướng cũng chỉ đạo các cấp các ngành các tổ chức đặc biệt là đoàn thanh niên hội phụ nữ ban bảo vệ trẻ em các cấp tạo điều kiện để trẻ em học sinh được vui chơi giải trí an toàn lành mạnh hữu ích trong dịp nghỉ hè phối hợp với gia đình quản lý giám sát trẻ em học sinh trong thời gian không đến trường bảo đảm an toàn nhất là phòng chống tai nạn thương tích đuối nước và việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng